Quý khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp ngày thứ bảy cùng với đài trình IBC TV qua các băng tần tại hai miền Nam Bắc tiểu bang California, 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California. Đồng hành của hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, được cập nhật 24/24 qua trang mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Phụ trách chương trình tin tức tổng hợp ngày thứ bảy hôm nay cùng với ban tin tức, xứ ngôn viên Xuân Anh và Minh Đăng. Mở đầu xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức nổi bật trong phần tin thế giới. Cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak dẫn đầu trong cuộc đua trở thành Thủ tướng Anh. NASA và Cơ quan Vũ trụ Nga ký thỏa thuận về bay chung lên trạm vũ trụ. Một người Anh chết trong khi bị giam giữ ở khu vực ly khai miền đông Ukraine. Tổng thống Biden cho biết cuộc chiến của Nga ở Ukraine sẽ là một thất bại chiến lược. Lãnh đạo các đảo Thái Bình Dương hoan nghênh cam kết của Hoa Kỳ tăng tài trợ gấp 3 lần. Và bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của xứng viên Minh Đăng. Kính thưa quý vị, mở đầu là tin tức liên quan đến việc cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak dẫn đầu trong cuộc đua trở thành Thủ tướng của Anh, tin tức từ nước Anh. Tính cho đến ngày thứ Năm ngày 14 tháng 7, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã củng cố vị trí dẫn đầu của mình trước các đối thủ khác để có thể trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh trong cuộc đua ngày càng quyết liệt để chọn ra người thay thế cho ông Boris Johnson. Ông Sunak, người đã từ chức Bộ trưởng Tài chính vào hồi tuần trước và là một trong số các bộ trưởng đầu tiên từ chức, từ đó buộc ông Johnson phải từ chức, trở thành người dẫn đầu trong số các nhà lập pháp đảng bảo thủ. Mặc dù chính ông Sunak bị một số người quy trách nhiệm rằng ông có một phần lỗi trong việc ông Boris Johnson bị thất thế. Ông Sunak phải đối mặt với sự cạnh tranh từ bà Penny Mordaunt, là một bộ trưởng thương mại trẻ hơn, và bộ trưởng ngoại giao Liz Truss, người đã khởi động chiến dịch chính thức của bà trước đó với lập luận rằng bà là ứng cử viên duy nhất có kinh nghiệm để đưa ra những quyết định khó khăn khi cần thiết. Hiện tại có 5 ứng cử viên đã qua được vòng loại. Bất cứ ai được chọn làm thủ tướng cũng phải giải quyết vấn đề lạm phát cao ngất ngưỡng khi tăng trưởng kinh tế lại thấp, cũng như tình trạng dân chúng thiếu tin tưởng vào nền chính trị sau thời gian nắm quyền đầy tai tiếng của ông Boris Johnson. Kính thưa quý vị, 5 ứng cử viên còn lại sẽ phải đối mặt với vòng bỏ phiếu thứ 3 của đảng viên bảo thủ trong Quốc hội vào ngày 17 tháng 7. Và NASA, cơ quan vũ trụ Nga ký thỏa thuận về bay chung lên trạm vũ trụ. NASA của Hoa Kỳ và cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga đã ký một thỏa thuận về thực hiện các chuyến bay kết hợp lên trạm vũ trụ quốc tế ISS, cho phép các phi hành gia Nga bay trên tàu vũ trụ do Hoa Kỳ sản xuất, đổi lại các phi hành gia của Hoa Kỳ có thể đi trên tàu Soyuz của Nga. Hai cơ quan vũ trụ của hai nước đã cho biết hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 7 như thế. Roscosmos đã cho biết trong một tuyên bố, thỏa thuận này là vì lợi ích của Nga và Hoa Kỳ và sẽ thúc đẩy sự phát triển hợp tác trong chương trình ISS. Vẫn cơ quan này nói thêm rằng bản thỏa thuận sẽ tạo ra thuận lợi cho hoạt động thăm dò vùng ngoài xa của vũ trụ vì mục đích hòa bình. NASA cũng cho biết các chuyến bay kết hợp đầu tiên theo thỏa thuận mới sẽ diễn ra vào tháng 9, với phi hành gia người Hoa Kỳ Frank Rubio phóng lên trạm vũ trụ từ sân bay vũ trụ Baikonur do Moscow thuê ở Kazakhstan, cùng với hai phi hành gia Nga Sergei Voronkov và Dmitry Pelatin. Đổi lại phi hành gia Nga Anna Kikina sẽ cùng với hai phi hành gia Hoa Kỳ và một phi hành gia Nhật thực hiện chuyến bay trên tàu SpaceX Crew Dragon đến phòng thí nghiệm quỹ đạo phóng từ trung tâm không gian Kennedy của NASA ở Florida. Một người Anh đã chết trong khi bị giam giữ tại khu vực ly khai miền đông Ukraine.
Kính thưa quý vị, một quan chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng hay còn gọi là TPR cho biết vào hôm ngày thứ Sáu, ngày 15 tháng 7, rằng một người Anh bị họ giam giữ vừa chết. Người này bị quân ly khai do Nga hậu thuẫn ở Ukraine bắt giữ và bị cáo buộc là lính đánh thuê. Một tổ chức thiện nguyện của Anh đã xác nhận tin rằng ông Paul Urey, 45 tuổi, đã chết. Tổ chức này mô tả ông là một nhân viên nhân đạo và phủ nhận chuyện ông có bất kỳ gốc gác quân sự nào. Theo Presidium Network, là tổ chức thiện nguyện đã tư vấn cho ông về vấn đề an toàn vào hồi cuối tháng 4. Ông Urey đã bị bắt giữ tại miền đông nam Ukraine, trong khi cố giúp một người phụ nữ rời khỏi lãnh thổ do Nga kiểm soát. Người phụ nữ này đã được phép đi đến Anh. Ông Urey đã bị quân ly khai DPR chặn lại tại một trạm kiểm soát, bị bắt giữ và bị buộc tội có các hoạt động của lính đánh thuê. Kính thưa quý vị, DPR là một thực thể ly khai chỉ được Nga, Syria và Triều Tiên công nhận. Presidium Network cho biết Bộ Ngoại giao của Anh đã thông báo cho gia đình của ông về việc ông đã mất. Daria Morozovo, người có chức danh thanh tra nhân quyền của DPR, cho biết trên mạng xã hội rằng ông Urey bị tiểu đường và các vấn đề về hô hấp, thận và tim mạch. Trong khi đó, EU và ASEAN họp thượng đỉnh toàn thể lần đầu tiên giữa những lo âu về an ninh. Thưa quý vị, các quốc gia thuộc EU và Đông Nam Á sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn thể đầu tiên vào tháng 12, một dấu hiệu đã cho thấy hai khối muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn trong bối cảnh có những lo ngại về các nguy cơ an ninh từ Trung Quốc và Nga. Các quan chức đã cho biết, một quan chức EU đã cho hay hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức ở Brussels vào ngày 14 tháng 12, nhưng thông tin này chưa được công bố rộng rãi, và sự kiện này cũng được coi là dấu hiệu về mối quan hệ ngày càng chặt chẽ trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Hành động này tiếp nối vào sự xoay trục của Hoa Kỳ sang Á Châu do Tổng thống Obama khởi xướng, giữa lúc Đông Nam Á ngày càng được chú ý đến. Khu vực này nằm trên các tuyến đường thương mại chính và giàu tài nguyên thiên nhiên. Các cuộc họp trước đây giữa 27 quốc gia EU và Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á được viết tắt ASEAN thường có sự tham dự của các nhà lãnh đạo giữ chức chủ tịch luân phiên của hai khối. Một quan chức thứ hai của EU cũng cho hay Liên hiệp Âu Châu đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng của mình trong khu vực trong bối cảnh có những lo ngại ngày càng tăng về Trung Quốc và về tác động của căng thẳng giữa Bắc Kinh với Washington. Tiếp nối trong phần tin thế giới, lãnh đạo tài chính G20 họp giữa căng thẳng về các vấn đề Ukraine. Theo đó, các nhà lãnh đạo tài chính G20 đã gặp nhau vào ngày 15 tháng 7 tại hòn đảo nghỉ mát Bali, trong lúc nước chủ nhà Indonesia cố gắng tìm điểm chung trong một nhóm bị căng thẳng vì cuộc chiến tranh Ukraine giữa bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng do lạm phát phi mã. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine mà Điện Kremlin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt đã bao trùm các cuộc họp trước đó của khối 20 nền kinh tế lớn, bao gồm cả cuộc họp giữa các ngoại trưởng G20 vào hồi tuần trước. Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói với các đại diện của Ngân hàng Thế giới trong cuộc họp ở Jakarta rằng ông hy vọng các thành viên G20 có thể đưa ra một thông cáo chung sau khi kết thúc cuộc họp vào ngày 16 tháng 7. Trong G20, bao gồm các nước phương Tây đã áp đặt các chế tài lên Nga và cáo buộc nước này về tội ác chiến tranh ở Ukraine, điều mà Nga vẫn luôn phủ nhận cho đến nay. Ngoài ra, G20 còn có các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi, vốn im tiếng hơn trong phản ứng của mình. Trong khi các quan chức Đức và Pháp thì bày tỏ hoài nghi về việc có thể đạt được điểm chung do căng thẳng về Ukraine. Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ Janet Yellen vào ngày 14 tháng 7 nói, cuộc chiến đang gây ra tác động tiêu cực trên toàn cầu và các quan chức Nga không có chỗ tại cuộc họp G20. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thương mại ngắn, Xuân Mông Viên Bên Đăng và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi đài truyền hình IBC để biết thêm chi tiết. Quý khán giả đang trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Tin tức cho hay, Tổng thống Biden cho biết cuộc chiến của Nga ở Ukraine sẽ là một thất bại chiến lược.
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Ukraine để bảo đảm Nga chịu thất bại trong cuộc xung đột này. Tổng thống của Hoa Kỳ Joe Biden đã nhận định vào ngày 14 tháng 7 trong chuyến thăm 4 ngày tới Israel và Saudi Arabia. Bình luận trên được Tổng thống Joe Biden đưa ra trong cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo khác về phản ứng trước cuộc chiến ở Ukraine, cũng như tình trạng thiếu hụt lương thực ngày càng tồi tệ hơn trên toàn cầu. Cuộc chiến của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine là một thách thức với hòa bình và sự ổn định trên thế giới. Cuộc chiến này sẽ là một thất bại chiến lược. Tổng thống Joe Biden đã nhận định trong cuộc họp báo ở Jerusalem sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Yair Lapid. Thế giới tự do phải tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine để bảo vệ nền dân chủ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và người dân Ukraine. Tổng thống Joe Biden cũng tuyên bố chính sách về Ukraine sẽ gây chia rẽ giữa Israel và Hoa Kỳ. Israel luôn thận trọng trong việc chỉ trích Nga, và sự thận trọng này đã làm dấy lên những chỉ trích từ Hoa Kỳ. Israel đã nhiều lần thể hiện sự ủng hộ với Ukraine, cũng như cung cấp cứu trợ nhân đạo và các trang thiết bị bảo hộ cho Kyiv. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa gửi vũ khí, cũng như chưa áp dụng bất kỳ lệnh trừng phạt nào chính thức nào lên Nga. Lãnh đạo các đảo Thái Bình Dương hoan nghênh cam kết của Hoa Kỳ tăng tài trợ lên gấp 3 lần. Các nhà lãnh đạo các đảo quốc ở Thái Bình Dương hoan nghênh cam kết của Hoa Kỳ tăng gấp 3 lần viện trợ cho khu vực để chống đánh bắt cá bất hợp pháp, tăng cường an ninh hàng hải và đối phó với biến đổi khí hậu. Sau nhiều thập kỷ, ngân sách của Hoa Kỳ dành cho khu vực đã bị trì trệ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris trong một vài phát biểu qua một đoạn băng tại diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương PIF ở Suva vào hôm ngày 13 tháng 7 cho biết, tài trợ của Hoa Kỳ cho các đảo ở khu vực này sẽ tăng lên gấp 3 lần, lên $60 triệu một năm trong một thập kỷ, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Quốc hội. Một số nhà lãnh đạo Thái Bình Dương đang tìm cách cân bằng tham vọng của Trung Quốc đối với các mối quan hệ thương mại và an ninh trong khu vực. Quần đảo Solomon đã ký một hiệp ước an ninh với Trung Quốc, khiến cho Hoa Kỳ và các đồng minh quan ngại. Bà Harris kêu gọi các quốc gia đoàn kết trước những kẻ xấu đang tìm cách phá hoại trật tự dựa trên luật lệ quốc tế, nhưng không nêu tên cụ thể đó là nước nào. Phó Tổng thống của Hoa Kỳ đã nói như sau: "Chúng tôi nhận thấy rằng trong những năm gần đây, các đảo quốc ở Thái Bình Dương có thể đã không nhận được sự quan tâm và hỗ trợ ngoại giao mà các bạn xứng đáng có được." Các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương hiện nay đang tham dự diễn đàn kéo dài 4 ngày xem biến đổi khí hậu là vấn đề an ninh chính của khu vực, nhưng căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như việc Kiribati bất ngờ rút khỏi diễn đàn cũng là những vấn đề đang được thảo luận. Và những người khuyết tật khó trở lại cuộc sống bình thường sau bị nhiễm COVID. Nhiều bệnh nhân COVID cố gắng trở lại cuộc sống bình thường, nhưng người khuyết tật phải đối phó với nhiều rất khó khăn. Rất nhiều cư dân của tiểu bang California cảm thấy an toàn trở lại sau khi tiểu bang hủy bỏ quy định buộc đeo khẩu trang từ tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, hầu hết những đứa trẻ bị mắc bệnh tự kỷ không được phép đi ra ngoài. Kết quả của khảo sát được Data for Progress tiến hành hồi tháng 4 đã cho thấy khoảng 73% người khuyết tật tin nên đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và 64% người cho rằng nên đeo khẩu trang trên phi cơ. Quy định về khẩu trang đã được dỡ bỏ ở nhiều địa phương phương tiện vận chuyển sau phán quyết của tòa án và nhờ số trường hợp nhiễm COVID-19 giảm xuống thời gian qua. Tuy nhiên, đến tháng 3, thì CDC xác định tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 phải vào bệnh viện điều trị đã cho thấy người bị nhiễm COVID-19 có thể lây sang người khác trước khi có triệu chứng hoặc trở bệnh nặng đến mức phải vào bệnh viện cấp cứu. Giới chức y tế của Hoa Kỳ cho rằng người khuyết tật và bị suy giảm miễn dịch cảm thấy quá mạo hiểm khi ra khỏi nhà. Họ kêu gọi mọi người tiếp tục đeo khẩu trang N95 và giữ hệ thống lọc không khí trong nhà hoạt động tốt để ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19. Và một bản tin về ngành hàng không của Hoa Kỳ đã cho hay, Bộ Giao thông Vận tải cấm các hãng hàng không tính tiền vé của con ngồi chung với cha mẹ. Cập nhật vào ngày 8 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải Hoa Kỳ DOT ra thông báo yêu cầu các hãng hàng không xếp chỗ cho trẻ em ngồi trong lòng cha mẹ và không phải trả thêm chi phí, đặc biệt là những đứa trẻ dưới 11 tháng tuổi. Thông báo của DOT đồng thời cho phép các hãng hàng không có 4 tháng để thay đổi chính sách. Trong khi đó, Văn phòng Bảo vệ Hành khách của DOT cho hay, vào tháng 11 năm 2022 tới đây,
sẽ xem xét xem liệu các hãng hàng không sẽ cho phép trẻ em từ 13 tuổi trở xuống được ngồi trên ghế liền kề với người lớn đi cùng trên 13 tuổi mà không bị tính thêm chi phí hay không. Và hàng trăm phụ nữ đã kiện hãng Uber vì bị tấn công tình dục. Thưa quý vị, 550 phụ nữ tại Hoa Kỳ đã khởi kiện nền tảng gọi xe Uber, cáo buộc các tài xế bắt cóc, tấn công tình dục hay là cưỡng hiếp họ. Vào ngày 13 tháng 7, đoàn luật sư từ công ty luật Slater Slater Schumann, hay còn gọi là SSS, đại diện cho 550 nữ hành khách của Uber, để trình đơn kiện lên tòa thượng thẩm hạt San Francisco. Những người phụ nữ này đã nói rằng họ bị tài xế Uber bắt cóc, tấn công tình dục, cưỡng hiếp, theo dõi quấy rối, giữ trái phép hoặc bị đánh đập ở nhiều tiểu bang. SSS cũng cho biết ít nhất khoảng 150 trường hợp khác đang được tích cực điều tra. Nguyên đơn đã cáo buộc rằng từ năm 2014, hãng Uber đã biết các tài xế tấn công tình dục và cưỡng hiếp hành khách nữ, song ưu tiên tăng cường hơn sự an toàn của hành khách. Nguyên đơn cũng cho rằng quy trình kiểm tra lý lịch tài xế của Uber là không phù hợp. Toàn bộ mô hình kinh doanh của gã kỹ nghệ khổng lồ này được kỳ vọng cung cấp cho khách hàng một chuyến đi an toàn về nhà, nhưng họ đã đánh đổi an toàn của hành khách để lấy sự tăng trưởng. Luật sư Adam Slater, đồng sáng lập của công ty SSS đã nói. Và kính thưa quý vị, khán thính giả, vừa qua là những tin tức chính trong phần tin Hoa Kỳ. Tiếp đến, xin mời quý vị điểm lược sơ qua những tin tức trong phần tin Á Châu và Việt Nam. Và sau đó sẽ là một vài giây phút dành cho phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý vị những bản tin chi tiết. Nền kinh tế Trung Quốc giảm mạnh trong quý 2, không như dự báo. Ông Tập Cận Bình lần đầu thăm Tân Cương sau 8 năm. Thủ tướng Sri Lanka Wickremesinghe tuyên thệ nhậm chức quyền tổng thống. VinFast chính thức ngừng bán xe chạy xăng tại Việt Nam sớm hơn dự định. Nhà báo Phạm Đăng Trang được trao giải tự do báo chí quốc tế năm 2022. Xin cùng viên Xuân Anh và Minh Đăng cùng với ban tin tức của đài truyền IBC TV. Rất cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã đón xem phần bảo trợ thương mại vừa qua. Và tiếp nối xin mời quý vị đến với những bản tin chính trong phần tin Á Châu và Việt Nam. Bản tin mở đầu về tình hình tại Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc giảm mạnh trong quý 2, không như dự báo. Theo dữ liệu chính thức cho thấy vào hôm ngày thứ 6, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại mạnh mẽ trong quý 2, tăng 0.4% so với cùng kỳ năm trước và không đạt được như kỳ vọng. Khi các đợt đóng cửa trên diện rộng để hạn chế các trường hợp nhiễm COVID-19 cao kỷ lục đã ảnh hưởng đến hoạt động công nghiệp và chi tiêu của người tiêu dùng. Theo một cuộc điều tra của các nhà phân tích của hãng thông tấn Reuters, tổng sản phẩm quốc nội GDP dự báo tăng 1% trong quý 2 từ tháng 4 cho đến tháng 6 so với một năm trước đó, chậm lại đáng kể so với mức 4.8% trong quý đầu tiên. Trong nửa năm đầu, GDP Trung Quốc tăng 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng cả năm 5.5% mà chính phủ nước này đề ra. Chuyên gia kinh tế trưởng Toru Nishihama của Daiichi Life Research Institute nhận định rằng nền kinh tế Trung Quốc đang có nguy cơ rơi vào trạng thái stagflation, là tình trạng tăng trưởng trì trệ kết hợp lạm phát cao. Tuy nhiên, giai đoạn tồi tệ nhất đã qua, đó chính là quý 2. Có thể loại trừ khả năng kinh tế Trung Quốc suy thoái, nghĩa là không có chuyện nền kinh tế này giảm hai quý liên tiếp.
Tình trạng phong tỏa toàn phần hoặc là một phần đã được áp dụng tại các trung tâm kinh tế của Trung Quốc trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, bao gồm tại trung tâm tài chính Thượng Hải. Trong quý 2, GDP của Thượng Hải giảm 13.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, các biện pháp phong tỏa đã được dỡ hoặc là được nới lỏng. Các dữ liệu thống kê của tháng 6 cũng cho thấy có sự cải thiện. Tuy nhiên, giới phân tích không kỳ vọng kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh. Trung Quốc vẫn đang theo đuổi chính sách chống dịch Zero Covid trong bối cảnh nước này tiếp có những đợt dịch bùng phát. Còn thị trường bất động sản của Trung Quốc đang sụt giảm mạnh và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục xấu đi. Thưa quý vị, ông Tập Cận Bình lần đầu thăm Tân Cương sau 8 năm. Chủ tịch Trung Quốc lần đầu thị sát Tân Cương kể từ năm 2014, ca ngợi vai trò của binh đoàn sản xuất và xây dựng ở khu tự trị này. Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Urumqi, thủ phủ khu tự trị của Tân Cương và Thạch Hà Tử, thành phố phía bắc của khu vực, trong chuyến thị sát Tân Cương vào ngày 12 và ngày 13 tháng 7. Hãng Xinhua hôm qua đã đưa tin, ông đánh giá cao những tiến bộ vượt bậc mà binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương, được viết tắt SBCC, đạt được trong cải cách và phát triển khu tự trị. Chủ tịch Trung Quốc đã nhận định, SBCC có vị trí chiến lược, không thể thay thế và cũng bày tỏ hy vọng binh đoàn này ngày càng mạnh mẽ và thịnh vượng hơn. SBCC là tổ chức bán quân sự bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt với cáo buộc vi phạm nhân quyền. Đây là tổ chức xã hội đặc thù ở Tân Cương, quản lý nội bộ các vấn đề hành chính và tư pháp, quân sự và kinh tế. Đây là lần đầu Chủ tịch Trung Quốc tới thăm Tân Cương sau 8 năm. Chuyến thăm diễn ra trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra cuối năm nay. Thời điểm giới quan sát dự đoán, ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chuyến thăm Tân Cương của ông Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh bị phương Tây cáo buộc giam giữ và cưỡng bức lao động hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ cùng các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác trong trại cải huấn ở khu vực. Và Thủ tướng Sri Lanka Wickremesinghe tuyên thệ nhậm chức quyền tổng thống. Một viên chức chính phủ cho biết, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã tuyên thệ nhậm chức quyền tổng thống của nước này vào ngày thứ Sáu vừa qua. Trong buổi lễ tuyên thệ của ông Ranil, 73 tuổi, diễn ra dưới sự chứng kiến của chánh án Jayantha Yasusiriya. Theo quy định hiến pháp Sri Lanka, Thủ tướng Wickremesinghe trở thành người lãnh đạo lâm thời của đất nước sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa chạy đến Singapore và gửi email từ chức. Ông Wickremesinghe sẽ giữ quyền Tổng thống cho tới khi Quốc hội Sri Lanka bầu Tổng thống tiếp theo vào ngày 20 tháng 7 sắp tới. Ông đã trở thành Thủ tướng Sri Lanka vào tháng 5 sau khi người tiền nhiệm Mahinda Rajapaksa, là anh trai Tổng thống Rajapaksa, từ chức. Quyết định được cho là sự nhượng bộ của gia tộc Rajapaksa trước những người biểu tình. Tiếp đó, vào hôm ngày 9 tháng 7, ông tuyên bố sẽ từ chức để mở đường cho chính phủ đoàn kết dân tộc, nhưng hiện nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ làm như vậy. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka trước đó cho biết đơn từ chức của ông Rajapaksa đã được chấp nhận sau khi cơ quan tư pháp xem xét tính xác thực và hợp pháp của nó. Ông Rajapaksa gửi email từ chức vào hôm ngày thứ Năm, vài giờ sau khi bay đến Singapore. Ông trở thành Tổng thống Sri Lanka đầu tiên từ chức kể từ khi nước này thông qua thể chế chính phủ tổng thống vào năm 1978. Những người biểu tình tại Sri Lanka đã tràn ra các con đường phố tại thủ đô Colombo để nhảy múa ăn mừng và gọi đây là chiến thắng cho nền dân chủ. Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Wickremesinghe cho biết sẽ thiết lập luật lệ trật tự và tuân theo tiến trình của hiến pháp. Ông cũng kêu gọi Quốc hội đồng thuận việc thành lập chính phủ với sự tham gia của tất cả các bên và cam kết củng cố quyền lực của Quốc hội. Và quay sang tin tức từ Việt Nam, hãng xe VinFast chính thức ngừng bán xe chạy xăng tại Việt Nam sớm hơn dự định. Hãng VinFast hôm ngày 15 tháng 7 đã công bố ngừng bán các mẫu xe chạy xăng tại Việt Nam sớm hơn 4 tháng theo dự định trước đó. Đại diện của hãng xe VinFast cho truyền thông hay, thông báo trên được đưa ra sau khi lô xe Lux A2 và Lux SA2 và pha điêu cuối cùng của VinFast đã được khách hàng đặt mua hết.
Theo hãng xe VinFast, từ nay đến cuối tháng 8 năm 2022, hãng xe sẽ tập trung sản xuất để bàn giao xe cho các khách hàng đã ký hợp đồng, đồng thời chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất và kinh doanh xe hơi điện. Trước đó, hãng VinFast dự định vào cuối tháng 12 năm 2022 sẽ đóng dây chuyền xe xăng để tập trung hoàn toàn vào sản xuất xe điện. Việc ngừng kinh doanh sớm hơn dự kiến được đại diện của hãng xe VinFast giải thích do lượng khách hàng đặt mua các dòng xe Lux và Body thời gian qua tăng bất ngờ. Đại diện hãng xe này cũng cho biết, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng sử dụng các mẫu xe xăng, hãng xe VinFast đã nâng thời gian bảo hành chính hãng cho tất cả các dòng xe lên 10 năm, đồng thời chuẩn bị lượng phụ tùng nhiều gấp 1.5 lần so với thông lệ thị trường, bảo đảm cho việc sửa chữa, bảo dưỡng đến hết vòng đời xe. Trước đó hôm ngày 7 tháng 7, các trang tin về xe hơi của Hoa Kỳ đã loan tin công ty xe điện VinFast của tỷ phú người Việt Nam Phạm Nhật Vượng sẽ mở showroom đầu tiên của mình vào tuần tới ở tiểu bang California, Hoa Kỳ. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Joe Biden và Thống đốc của tiểu bang North Carolina Roy Cooper thông báo VinFast sẽ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và pin ở North Carolina trị giá 4 tỷ đô la và tạo ra hơn 7.000 việc làm cho dân Hoa Kỳ. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào sản xuất vào khoảng giữa năm 2024. Để gây vốn xây dựng nhà máy, vào giữa tháng 4 vừa qua, hãng xe VinFast cho biết hãng này đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ chính phủ Hoa Kỳ. Nhà báo Phạm Đoan Trang được trao giải tự do báo chí quốc tế năm 2022. Hôm ngày 14 tháng 7, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CBJ có một tổ chức phi chính phủ chuyên thúc đẩy tự do báo chí và bảo vệ nhà báo trên toàn thế giới đã công bố danh sách chủ nhân của giải thưởng tự do báo chí quốc tế năm 2022. Theo đó, 4 nhà báo từ châu Mỹ, châu Âu và châu Á đã được vinh danh, trong đó có nhà báo Phạm Đoan Trang của Việt Nam. Trong bản tin công bố trên website của tổ chức này, những nhà báo nhận giải năm nay được mô tả là đã phải chịu đựng những thử thách lớn lao như là sự đàn áp và tấn công của chính quyền, sự tù đày trong lúc thi hành sứ mệnh cung cấp tin tức độc lập. Ngoài bà Phạm Đoan Trang, 3 người khác cũng được trao giải năm nay gồm các nhà báo Nijat Abdullah đến từ Iraq, Abraham Jimenez Inoa đến từ Cuba và Sergio Musava đến từ Ukraine. Trao đổi với đài Á Châu Tự Do, ông Sam Crispin, đại diện cấp cao của tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả tại khu vực Đông Nam Á cho biết, lý do nhà báo Phạm Đoan Trang được trao giải năm nay, một điều rõ ràng đó là hiện giờ Đoan Trang đang ở trong tù và trước đó đã phải đối mặt với sự sách nhiễu của chính quyền trong suốt nhiều năm, trước khi họ quyết định giam cầm cô bằng một bản án giả tạo. Ủy ban Bảo vệ Ký giả đã theo dõi và cộng tác với Phạm Đoan Trang trong những năm vừa qua về các thách thức mà cô ấy phải đối mặt, cũng như việc thúc đẩy tự do báo chí ở Việt Nam. Trên hết, cô Trang là một nhà báo và đồng thời cô ấy cũng là một nhà hoạt động tích cực bảo vệ và cổ võ cho tự do báo chí. Bị bắt giữ vào hồi tháng 10 năm 2020 dưới cáo buộc phát tán tài liệu chống nhà nước, nhà báo Phạm Đoan Trang sau đó bị một tòa án ở Hà Nội xét xử và kết án 9 năm tù giam vào tháng 12 năm 2021. Hiện nay cô đang trong quá trình chờ xét xử phúc thẩm. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thương mại ngắn, Xuân Ngôn Viên, Minh Đăng và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin sân khấu và điện ảnh. Mong quý vị đón theo dõi đài truyền hình IBC để biết thêm chi tiết.